Thưa quý vị, đề xuất cấm điện thoại di động ở Ohio gây nhiều tranh cãi. Tin từ Ohio, việc sử dụng điện thoại di động trong trường học hoặc công trường xây dựng có thể sẽ sớm trở thành bất hợp pháp ở Ohio. Theo một dự luật mới được đề xuất bởi nghị sĩ Greg Stemschroder, Ohio có thể sẽ cấm việc sử dụng các thiết bị điện tử không dây ở khu vực xây dựng trong giờ làm việc. Ngoài ra, lệnh cấm này còn cấm sử dụng các thiết bị nói trên ở khu vực trường học trong giờ làm việc, tức là bao gồm cả giờ giải lao. Không dừng lại ở đó, House Bill 637 còn ngăn cấm việc sử dụng điện thoại trong các khu vực trên để nhắn tin, bao gồm cả việc soạn tin nhắn, gửi tin nhắn và đọc tin nhắn. Hiện nay, các tài xế trên 18 tuổi có thể bị gọi hầu tòa nếu vi phạm điều này trong khi vi phạm giao thông. Theo một bài báo vào tháng 8 trên tờ Columbus Dispatch cho biết, điều luật hiện tại của Ohio không đạt được hiệu quả như mong muốn. Tính từ tháng 3 năm 2013 tới nay, lực lượng tuần tra giao thông tiểu bang chỉ mới ghi được 440 vé phạt vì nhắn tin khi lái xe.